Thưa quý vị, khi tìm hiểu về lịch sử của vùng đất Sài Gòn xưa, theo những cái trầm tích thời gian đó, thì tại Sài Gòn xưa từng tồn tại một ngôi mộ tập thể lớn vào đầu thế kỷ 19. Đó chính là Mã Ngụy, hay còn gọi là Mã Tiền Tru. Mã Ngụy, đây là ngôi mộ tập thể chung chung của gần 2.000 người tại khu vực ngã 6 Dân Chủ ngày nay, vị trí giáp ranh giữa quận 10 và quận 3. Ngày hôm nay thì đến với video này thì chúng ta sẽ tìm lại cái vị trí ngày xưa được xem là cánh đồng mồ mã nổi tiếng sau vụ biến loạn thành Thiên An của ông Lê Văn Khôi, con nuôi của Tổng trấn gia Định Thành Lê Văn Duyệt. Và sự biến thành Thiên An được xem là một trong những cái vụ chấn động nhất vào thời kỳ vua Minh Mạng. Bởi vì sau cái sự biến này, phe triều đình đã thắng và những người theo phe của ông Lê Văn Khôi á, già trẻ bé lớn đều bị triều đình đem ra cánh đồng mồ mã này để xử tử và chôn vào trong những cái hố chôn tập thể. Số lượng người bị chôn ở đây lên đến là gần 2.000 người. Con số chính xác ngày nay ghi lại là 1.831 người, nhưng mà chúng ta không thể nào căn cứ vào cái số chính xác này quý vị. Chúng ta có thể ước lượng là gần 2.000 người thì nó sẽ phù hợp hơn. Chiều dâng Mã Ngụy cũng dâng, hồn lên lớp lớp bồng bềnh như mây. Sống thời gom bén cầm tay, chết thời một sợi lông mày cũng buông. Và video này cũng được làm trong dịp tháng 7 cô hồn. Mà quý vị biết đó, tháng 7 là tháng cô hồn, tháng xá tội công nhân. Ngày xưa đó thì dân Sài Gòn thường làm một cái lễ cúng cô hồn, đặc biệt là ở khu vực bà con ở làng Chí Hòa đó, họ thường làm các bánh màu xanh, màu đỏ. Và cái mục đích mà họ làm những chiếc bánh này là họ muốn cúng cho đầu lĩnh Lê Văn Câu, hay còn gọi là Lê Văn Cù đó quý vị. Thì đây là con của ông Lê Văn Khôi. Khi mà ông Lê Văn Cù này bị đem ra Quế Tùng Xẻo thì ông chỉ mới 8 tuổi, thì có thể nói ông là một đứa trẻ con bị chết oan bởi binh biến thành Thiên An. Và ngày xưa thì có một cái câu hát mà người già hay truyền tụng như thế này: chiều dông Mã Ngụy cũng dông, hồn lên lớp lớp bồng bềnh như mây. Sống thời gom bén cầm tay, chết thời một sợi lông mày cũng buông. Thương thay Mã Ngụy mưa tuôn. Và theo tương truyền đó, ngày xưa tại cánh đồng Mã Ngụy này đó là một cái vùng đất đầy quan hồn, đầy chướng khí. Và cánh đồng quan này không ai dám bén mảng. Và dần dần thì rừng cây nó đã bao phủ cánh đồng Mã Ngụy này. Nhưng mà quý vị thấy đó, ngày nay đường phố như thế này thì chứng tỏ đô thị phát triển rất là nhanh. Đặc biệt là từ thời Tổng trấn gia Định Thành Lê Văn Duyệt đó, ông đã đặt một cái nền móng quan trọng cho việc phát triển xứ sở. Và Gia Định trở thành một trong những cái nơi được xem là đô hội nhất của cả miền Nam này. Cánh đồng Mã Ngụy ngày nay thì đã mất hết dấu vết rồi quý vị. Nằm ở dưới cánh đồng Mã Ngụy đó, ngày nay chính là những cái tòa nhà san sát với nhau. Ở cặp bên đường, ngay chỗ đường 3 tháng 2 đó, có những hàng cây cổ thụ tuổi đời cũng lâu rồi. Nhưng ở đó là cái khu chung cư của Hà Đô đó quý vị. Thì khu vực đó là trở thành những cái nơi sầm uất và đắt đỏ của Sài Gòn. Cũng như là những cái ngôi nhà ở cặp theo đường Điện Biên Phủ hay Cách Mạng Tháng 8 là trở thành những cái đô thị rất là vừa trầm tư, vừa đẹp mà cũng là vừa đắt đỏ, sầm uất tại khu vực giáp ranh ở ngã 6 Dân Chủ này. Và mục đích mà tôi làm video này thì cũng mong muốn rằng các bạn trẻ ngày nay khi mà nhớ đến Sài Gòn thì cũng nhớ đến một thời binh biến, một thời binh đao khói lửa. Nhất là trong cái vụ loạn thành Thiên An này, có rất là nhiều người đã chết oan. Và đặc biệt là tháng 7 cô hồn, chúng ta nhớ về cái ngày xá tội công nhân. Thì chút nữa chúng ta sẽ đến miếu của Đức ông Lê Văn Duyệt, sẽ thắp một nén hương cho ngay chỗ tướng được xem là nguyên soái của phong trào nổi dậy này là ông Lê Văn Khôi, và thắp một nén nhang chung cho tất cả những người đã nằm xuống trong cái vụ binh biến thành Thiên An này nhân dịp rằm tháng 7. Và để xác định được vị trí của cánh đồng màu mã đó quý vị, thì mời quý vị xem một tấm bản đồ xưa mà người Pháp vẽ lại ở Sài Gòn từ năm 1878 đó. Sài Gòn xưa vào thời kỳ đó thì tập trung chủ yếu ở hai bên đường. Con đường thứ nhất là Imperiali, nay là đường Hai Bà Trưng, về phía rạch Thị Nghè. Và con đường thứ hai á, là con đường mang tên là
Chasselop Lao Bát, nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Xin lỗi quý vị là tôi không có biết tiếng Pháp, cho nên là cách phát âm những cái chữ tiếng Pháp nó có thể là không chính xác, mong quý vị thông cảm. Mã Ngụy hay còn gọi là Mã Biền Tru vốn nằm trong một vùng đất khá rộng, còn gọi là cánh đồng tập trận. Về sau, nơi này là nơi mà quân đội nhà Nguyễn thường tổ chức các cái đợt diễu binh. Người Pháp thì đặt cho nơi này là Đồng Mồ Mã. Đây là một nơi có nhiều cái trầm tích lịch sử, cũng như là chứa đựng nhiều cái ký ức đau thương của gia đình Thành ngày xưa. Mã Ngụy thì được hình thành sau cái vụ binh biến thành Phiền An diễn ra từ ngày 5 tháng 7 năm 1833 đến ngày 8 tháng 9 năm 1835. Tổng cộng là có 2 năm 65 ngày. Theo cách tính của âm lịch nha quý vị, vụ này diễn ra dưới thời của nhà vua Minh Mạng. Sau vụ binh biến đó thì quân nổi dậy do tướng Lê Văn Khôi đứng đầu đã bị thua trận, và cái trận cuối cùng là cố thủ trong thành Phiên An. Ngoài số tướng lĩnh chủ chốt bị bắt và bị giết tại trận đó, một số thì bị bắt đưa về triều đình để xử theo cái hình thức là tùng xẻo. Thì tại cánh đồng tập trận này đó thì có kết cục gần 2.000 người, không kể già trẻ, bé lớn, trai gái, đều bị triều đình đem ra xử tử và chôn chung vào trong các cái hố chôn tập thể tại cánh đồng Mồ Mã này. Và khi nhắc về cánh đồng Mã Ngụy đó thì có 3 vị trí được các nhà nghiên cứu lịch sử ngày nay được đề cập đến. Thứ nhất, Mã Ngụy được nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu xác định là gần ngay chỗ mưu súng, tức là cái công trường ngã 6 dân chủ ngày nay đó quý vị. Trước mắt quý vị, đây chính là công trường ngã 6 dân chủ. Phía tay phải chúng ta đi về ngã tư Bảy Hiền, đi thẳng là chúng ta đi vô ngay chỗ đường 3 tháng 2. Còn quẹo trái thì đi thẳng về hướng đó thì chúng ta về lại trung tâm của quận nhất. Cái vị trí Mã Ngụy thứ hai được đề cập đến đó là theo học giả Phương Hồng Sển đã dẫn lại trong cái cuốn sách là Sài Gòn năm xưa, và tư liệu của ông Lê Văn Phát trong quyển Khảo về Tả quân Lê Văn Duyệt xuất bản năm 1924 tại Sài Gòn đó, thì cho biết Mã Ngụy ở gần khu vực trường đua ngựa cũ thuộc làng Chí Hòa, tại góc đường Thuận Kiều, nay là đường Cách Mạng Tháng 8, và đường General Lizzy, nay là đường Điện Biên Phủ. Như vậy thì nói ngắn gọn, đó là ngay chỗ ngã tư giao lộ giữa Điện Biên Phủ và Cách Mạng Tháng 8. Và trước mắt quý vị ha, thì tôi đang đứng ngay chỗ ngã tư này luôn. Và bên phải đó quý vị, đó chính là cái khoảng đất thuộc về ngày nay là cái khu vực của công an ở quận 3 đó quý vị. Đó, vị trí này được cho là cái vị trí thứ hai được mô tả là cánh đồng Mã Ngụy. Ngay chỗ ngã tư này có một điều rất dễ nhận biết quý vị, đó chính là thương hiệu Thoracao kem nghệ nổi tiếng đúng quý vị, tòa nhà ở bên kia góc đường. Và vị trí thứ ba được cho là vị trí của cánh đồng Mã Ngụy, đó là theo nhận định của ông Đặng Văn Ký, cũng được học giả Phương Hồng Sển dẫn lại, đó là Mã Ngụy nằm ở khoảng bệnh viện Bình Dân, nay thuộc quận 3, đi theo hướng là từ đường Lê Văn Duyệt, nay là Cách Mạng Tháng 8, đi vào ngược vô Chợ Lớn đó, thì cánh đồng Mã Ngụy nằm phía tay phải của đường Điện Biên Phủ ngày nay, tức là cánh đồng Mã Ngụy đối diện với bệnh viện Bình Dân. Mặc dù ngày nay thì có đến 3 ý kiến nói về vị trí của cánh đồng Mồ Mã này, nhưng mà theo tôi nghĩ đó, thì với số lượng chôn cất gần 2.000 người thì không thể nào chôn chung trong một hố, có thể là chôn chung trong nhiều hố khác nhau, và nó tạo thành một cánh đồng rộng lớn quý vị, đó là cánh đồng Mồ Mã, giống như những gì mà người Pháp mô tả. Cũng như khi mà chúng ta đối chiếu với tấm bản đồ của người Pháp vẽ từ năm 1878 và ý kiến của các nhà nghiên cứu, thì cánh đồng Mã Ngụy này á, thì được giới hạn ở cái vị trí là khu vực ngã 6 công trường dân chủ và các con đường như là Cách Mạng Tháng 8, 3 tháng 2 và Điện Biên Phủ, và sâu trong nữa là con đường Cao Thắng đó, nó tạo thành một cái hình thang tương đối là không đều lắm, nhưng mà nói chung là xung quanh ở khu vực ngã 6 công trường dân chủ ngày nay. Vậy thì từ đâu mà dẫn đến có cuộc binh biến thành Phiên An chấn động nhất dưới thời vua Minh Mạng? Thì sau đây chúng ta sẽ đi đến cái tìm hiểu về cái nguyên nhân của cái vụ binh biến này. Diễn biến vụ binh biến thì mình không nói nhiều, bởi vì ngày hôm nay mình đi tìm vị trí của cái cánh đồng Mồ Mã thôi quý vị, cho nên là mình chỉ xin nói là sơ lược cái diễn biến và cái kết cục của cái sự vụ binh biến này nó sẽ như thế nào, thì mình sẽ đi sâu hơn
và nhiều tư liệu hơn để cho quý vị cùng tham khảo. Sau cái vụ binh biến này thì nhà vua Minh Mạng tận pháp mà xử những người nằm trong cái đội quân mà nổi dậy đó. Cho nên là mồ mả của những người thân trong Lê Văn Khôi hầu như là không còn, tất cả đều đã bị giết và chôn chung trong cánh đồng Mã Ngụy. Con cái cũng như là vợ lớn, vợ nhỏ của Lê Văn Khôi đều bị là xử lăng trì, sau đó là ném xác xuống sông. Vậy thì chúng ta sẽ đi đến đâu để tìm lại hình tượng của chủ tướng Lê Văn Khôi, người đã giấy binh trong cái vụ thành Phiên An? Thì bây giờ mời quý vị cùng tôi, chúng ta sẽ đến ngay chỗ lăng ông Lê Văn Việt nha quý vị, ở quận Bình Thạnh. Thưa quý vị, đây là cổng Tam Quan tại lăng Đức Ông Tả Quân Lê Văn Việt. Ngày xưa đó thì cổng Tam Quan này cộng với hình ảnh của Tả Quân trở thành một biểu tượng của Sài Gòn, khi mà hình ảnh này có nằm trong các cái tờ tiền xưa trước năm 1975. Ngày hôm nay trong đây thì có một buổi lễ trao học bổng cho các em học sinh nhân dịp đầu năm mới, cho nên là có rất nhiều em học sinh ra vào ở trong đây. Quay trở lại câu chuyện biến loạn thành Phiên An, thời gian diễn ra từ năm 1833 và chấm dứt vào năm 1835. Trong khoảng thời gian đó, thì chủ tướng Lê Văn Khôi đã chết trong thành Phiên An vì căn bệnh phù thủng vào năm 1834. Và ngày nay thì không biết dấu tích mồ mả của ông nằm ở đâu, kể cả là khu mộ Mã Biền Tru thì cũng không còn dấu vết. Cho nên là nhân dịp mà chúng ta làm video nói về biến loạn thành Phiên An thì tôi cùng với tất cả quý vị sẽ đi tìm lại một cái hình tượng của ông Lê Văn Khôi. Và khi mà tham quan Đức Ông, tôi đã phát hiện ra một trong những cái biểu tượng được xem là chủ tướng Lê Văn Khôi nha quý vị. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào tham quan của lăng ông. Ngày hôm nay quý vị thấy đó, khu vực lăng ông treo rất là nhiều cờ phướng, bởi vì lễ dỗ của lăng ông nhằm vào ngày 30 tháng 7 âm lịch, và lễ dỗ lần này là lần thứ 192, trùng vào cái dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2 tháng 9. Cho nên là tin chắc rằng du khách đến khu vực lăng ông sẽ rất đông trong cái dịp nghỉ lễ này. Và trong các cái dịp dỗ đó quý vị, thì tại lăng ông tổ chức rất là nhiều cái hoạt động lễ hội. Sẵn đây thì cũng xin giới thiệu cho quý vị biết để quý vị có thể ghé thăm lăng Đức Ông trong cái dịp lễ dỗ lần thứ 192 này. Tướng Lê Văn Khôi là ai thì người ta không rõ cái năm sanh của ông, nhưng năm mất của ông là năm 1834, mà cụ thể là vào tháng Chạp âm lịch năm 1834. Thì trong khoảng thời gian mà cố thủ trong thành á, thì ông Lê Văn Khôi đã bị bệnh phù thủng và qua đời, nhưng cũng có tư liệu nói rằng ông đã bị đầu độc. Thì tên thật của ông là Bế Nguyễn Nghê, hay còn gọi là Hai Khôi, Nguyễn Hữu Khôi hay là Bế Khôi. Ông là con nuôi, cũng là một cái thuộc tướng rất là tin cậy của Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt. Căn cứ theo cái tộc phả Bế Nguyễn á, thì ông tổ đời thứ 9 của Lê Văn Khôi vốn là họ Nguyễn. Đến đời thứ 5 á, thì gia tộc của ông Lê Văn Khôi này có công dẹp nhà Mạc, nên đời đời nhận được cái chức là phiên thần cai quản địa phương và trở thành một cái dòng họ lớn ở khu vực Cao Bằng. Theo cái sử liệu mô tả ngày xưa đó, thì ông Lê Văn Khôi là người cao lớn, dũng mãnh, ăn nhiều, tính khôi hài, tài võ thì xuất chúng. Có một lần thì Lê Văn Khôi đã dùng tay không để đánh lại với Hữu Dữ trước mắt các sứ thần nước Xiêm khi mà sang thăm nước Đại Nam. Sách Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện thì có ghi lại rằng vào năm Gia Long thứ 18 là khoảng năm 1819 đó, thì Tả Quân Lê Văn Việt khi đó là kinh lược ở hai trấn Thanh Nghệ và Thanh Bình. Thời điểm đó thì Lê Văn Khôi đã là một tướng có công dẹp loạn các cái thổ phỉ cũng như là quân nổi dậy ở trong hai cái vùng mà Tổng trấn Lê Văn Duyệt đi kinh lý. Còn sử gia Trần Trọng Kim thì cho biết ông Lê Văn Khôi khởi binh làm loạn, bị quan quân đánh đuổi, chạy vào Thanh Hóa mới gặp được Tổng trấn Lê Văn Duyệt, sau đó là xin đầu thú. Ông Duyệt tin dùng cho làm con nuôi, đổi tên là Lê Văn Khôi, rồi đem về Gia Định và cất nhắc lên một cái chức rất là quan trọng, đó là phó vệ úy. Về nguyên nhân của cuộc binh biến thành Phiên An thì người đời ngày xưa họ cho rằng giữa ông vua Minh Mạng và Tả Quân Tổng trấn Gia Định thành Lê Văn Việt vốn có rất là nhiều cái hiềm khích và tư thù. Trước nhất là ông Lê Văn Việt đã từng xử trảm cha vợ của vua Minh Mạng, có nghĩa là vua Minh Mạng có một người vợ được cất nhắc lên là Huệ Phi, nhưng mà ông này tên là Huỳnh Công Lý. Thì ông Huỳnh Công Lý này lại là phó tổng trấn dưới quyền của ông Lê Văn Việt, nhưng mà Huỳnh Công Lý lại là một quan tham và đã tư lợi cá nhân rất là nhiều, và bị chính Tổng trấn Lê Văn Duyệt đem ra pháp trường xử trảm tại Gia Định.
thì người đời họ cho rằng là ông Lê Văn Duyệt này dám xử trảm cha vợ của nhà vua Minh Mạng, cho nên là có một cái mối tư thù. Nhưng mà ngày nay thì các cái sử gia họ nhận định như thế này, giữa nhà vua Minh Mạng và ông Lê Văn Duyệt không hề có tư thù liên quan đến vụ mà Phó Tổng Trấn Huỳnh Công Lý. Bởi lẽ đó thì tội trạng của Phó Tổng Trấn Huỳnh Công Lý nó đã quá rõ ràng, và quan lại ở ngoài quế vào trong đây để điều tra và kết án, cho nên là ngày nay là không có cái vụ mà mâu thuẫn giữa ông vua Minh Mạng và Tổng Trấn Lê Văn Duyệt. Và thêm một ý nữa cũng sẵn nói luôn quý vị, khi mà vua Gia Long chuẩn bị băng hà thì truyền ngôi đó, thì ông Lê Văn Duyệt thì có xu hướng là muốn truyền lại cho Hoàng Tử Cảnh, tức là Nguyễn Phúc Cảnh. Nhưng mà cuối cùng thì vua Minh Mạng đã được thay thế vua cha Gia Long và giữ ngai vàng triều Nguyễn. Trở lại câu chuyện về loạn thành Thiên An, thì cái mục đích chính của nhà vua Minh Mạng đó là ông muốn củng cố lại cái quyền lực của triều đình Huế tại cái vùng đất Gia Định. Sau khi mà Tổng Trấn Lê Văn Duyệt qua đời, nhà vua đã bãi bỏ cái chế độ tổng trấn và cải cách thành 6 tỉnh, tức là lục tỉnh Nam Kỳ, gồm có Thiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Và 6 tỉnh này trực thuộc vào triều đình Trung ương Huế, và biến Gia Định thành nơi cai trị của quan tổng trấn trước đây đó, trở thành một cái trị sở của quan tổng đốc tỉnh Thiên An. Sau khi thành lập lục tỉnh Nam Kỳ, vua Minh Mạng đã cắt đặt quan lại từ Huế vào thay, trong đó có 3 cái viên quan vào thay. Đầu tiên là ông Nguyễn Văn Quế được xem là tổng đốc. Thứ hai là Bạch Xuân Nguyên là quan bố chính. Hai người này lại là nằm trong dòng họ ngoại của nhà vua Minh Mạng. Và một người nữa là Nguyễn Chương Đạt, ông này lại giữ chức án sát. Có tư liệu cho rằng thì vua Minh Mạng đồng thời mật lệnh cho các quan mới vào này phải dựng lại cái vụ án của Tổng Trấn Lê Văn Duyệt. Thời điểm này thì ông Lê Văn Duyệt đã qua đời rồi nha quý vị. Theo sách Việt Nam sử lược của ông Trần Trọng Kim đó, thì mô tả rằng vốn là người tham lam tàn ác, cho nên khi đến làm bố chính ở tỉnh Thiên An, Bạch Xuân Nguyên nói rằng phụng mật chỉ truy xét việc riêng của Lê Văn Duyệt, rồi đòi hỏi chứng cớ trị tội bọn tôi tớ của ông Duyệt ngày trước. Cho nên khi vừa mới nhậm chức ở Thiên An, Bạch Xuân Nguyên đã làm một bài báo cáo dài nhiều tập, trong đó có các cái danh sách và tìm bằng chứng, rồi buộc ông Lê Văn Duyệt nhiều cái trọng tội, trong đó các cái tội như là tham nhũng, lạm dụng quyền lực, hay là đơn cử như là việc ông Lê Văn Duyệt mở rộng thành Bát Quái, đóng thêm tàu. Đây được xem là những cái bằng chứng bất lợi chống lại cho ông Lê Văn Duyệt đối với triều đình Huế. Cho nên mặc dù ông đã bị qua đời rồi, nhưng mà vẫn bị triều đình ra lệnh đánh 100 roi vào trong mộ. Đồng thời là nhiều thuộc hạ của ông cũng đã bị bắt, trong đó có người con nuôi là Lê Văn Khôi. Chưa kể là 16 người nhà của ông Lê Văn Duyệt đều bị giết trong các cái vụ bắt bớ này. Chính những hành động này nó đã thúc đẩy cho các cái thuộc hạ của Tổng Trấn Lê Văn Duyệt, trong đó có tướng Lê Văn Khôi, và những người này thì họ lo sợ cho số phận của mình, nên họ đã dấy binh nổi dậy dưới sự lãnh đạo của tướng Lê Văn Khôi. Theo quan điểm của tôi thì thời Tổng Trấn, thế lực của ông tại Gia Định rất lớn. Triều đình thực chất là muốn cắt hết cái sự ảnh hưởng về chính trị, quân sự của các thuộc tướng Tung Thành và giới địa chủ, thương gia giàu có đã từng ủng hộ cho gia tộc họ Lê tại Gia Định trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Tóm gọn lại, những gì có liên quan đến Tổng Trấn Lê Văn Duyệt sau ngày ông qua đời được xem là cái mối nguy cơ chống lại triều đình. Ngoài ra đó, cái hình tượng cao quý của ngài Tả Quân trong mắt người dân Nam Kỳ thì ông Tả Quân chắc chắn sẽ sáng hơn nhiều so với hình tượng của một ông vua ngoại kinh đô Huế. Cho nên có thể nhà vua muốn hạ uy tín của Tổng Trấn Lê Văn Duyệt. Chưa kể là các quan lại vừa mới vào nhậm chức thì họ lại tỏ ra hống hách và họ áp bức, cho nên là một số người quan chức địa phương và kể cả một cái những cái thành phần thương gia đã bị mất đi cái quyền lợi, dẫn đến là họ đồng lòng chung sức cùng với Lê Văn Khôi để đứng lên làm một cuộc binh biến. Cho quý vị xem nè, các cái rễ nè ha, các cái rễ non nó vẫn tiếp tục phát triển và nó tự đan lại với nhau giống như là một cái búi tóc. Kỳ lạ ghê chưa?
Đặc biệt là cái phần này nè, đang lại là nhìn coi rõ nét nhất được quý vị, giống như ai đó thắt một cái búi tóc vậy đó. Về diễn biến của vụ binh biến thành Thiên An thì xin nói tóm gọn như thế này quý vị. Khi mà ông Lê Văn Khôi bị bắt giam vào ngục á, thì ông đã ngấm ngầm liên hệ với binh lính, những người lính hồi lương ở bên ngoài đó. Thì đêm ngày 18 tháng 5 năm Quý Tỵ năm 1833, ông cùng 27 lính đã phá ngục, đột nhập vào dinh và giết cả nhà của quan bố chính Bạch Xuân Nguyên và thuộc hạ Nguyễn Trương Hiệu. Ông Nguyễn Trương Hiệu này là người trực tiếp lo vụ án Lê Văn Việt cùng với các hạ thủ khác. Tổng đốc Nguyễn Văn Quế đem quân ứng cứu cũng bị giết sạch. Trong suốt cái thời gian này đó, thì quan quân triều đình sở tại đều bị quân nổi dậy đánh bại hết. Thành Thiên An thất thủ và rơi vào tay của tướng Lê Văn Khôi. Trong vòng một tháng thì lục tỉnh Nam Kỳ đã nằm trong tay của lực lượng nổi dậy. Lê Văn Khôi làm chủ thành Thiên An. Nhiều tướng văn võ của triều đình đã đầu hàng. Lúc bây giờ thì Lê Văn Khôi đã tự đúc ấn là tự phong mình là Đại Nguyên Soái, phong tướng cho các cái thuộc cấp. Lê Văn Khôi đã phong cho Thái Công Triều Lê Đắc Lực làm trung quân, các tướng người Bắc Kỳ là Nguyễn Văn Đà, Nguyễn Văn Thông làm tiền quân, Dương Văn Nhã, Hoàng Nghĩa Thơ làm tả quân, Võ Vĩnh Tiền, Võ Vĩnh Tải làm hữu quân, Võ Vĩnh Lộc, Nguyễn Văn Bột làm hậu quân, Lưu Tính, Trần Văn Tha làm thủy quân, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Chân, Quách Ngọc Chấn làm tượng quân. Sau này thì ông Thái Công Triều đã phản bội lại Lê Văn Khôi, quy thuận triều đình. Chính điều này đã làm cho lực lượng nổi dậy của Lê Văn Khôi bị suy yếu một cách trầm trọng. Cùng lúc đó thì anh vợ của Lê Văn Khôi là Nông Văn Vân ở Châu Bảo Lạc thuộc Tiên Quang cũng nổi dậy, tự xưng là Thiết Chế Thượng Tướng Quân. Sau khi mà quan quân triều đình sở tại đều bị thua cuộc, trung tuần tháng 7 năm 1833, Du Minh Mạng điều ba đạo quân chủ lực đến Nam Kỳ. Trước sức mạnh đó thì giới địa chủ, thương gia, phú hào nhiều nơi đã dao động và không còn dám ủng hộ Lê Văn Khôi nữa. Tiếp đó là tướng giỏi là Thái Công Triều cũng đã làm phản, đem quân quay trở lại gia đình đánh vào Lê Văn Khôi. Quân triều đình lần lượt lấy lại lục tỉnh Nam Kỳ. Tướng Lê Văn Khôi lúc này là gặp cái cảnh là lưỡng đầu thọ địch, cho nên là buộc phải cố thủ trong thành Thiên An. Trong thời gian này thì Lê Văn Khôi đã nhờ giáo sĩ phương Tây sang cầu viện Simla. Simla nhân cơ hội muốn đánh chiếm Đại Nam, cho nên là nhận cái lời giúp đỡ, dẫn đại binh đánh chiếm ở khu vực Hà Tiên, cho nên nó mới diễn ra cuộc chiến tranh giữa Sim và Việt vào giai đoạn năm 1833, năm 1834. Trong thời gian này thì Lê Văn Khôi mời một giáo sĩ người Pháp có tên là Joseph Marchand, hay còn gọi là Cố Du đó quý vị, tên tiếng Việt là tên Du. Ông là linh mục thừa sai Paris đến ở trong thành. Trong cái vụ này á, thì học giả Trương Vĩnh Ký cho rằng Cố Du muốn trở thành một bá đa lộc thứ hai tại gia định, bởi nếu như thành công thì cơ đốc giáo có cơ hội phát triển mạnh, khác hẳn với cái sự cấm đạo và sự hà khắc của nhà vua Minh Mạng. Sau này thì Cố Du cũng bị bắt và đưa về triều đình xét xử theo cái tội là trọng tội và hình thức xử tử là lăng trì cho đến chết. Khi mà thành Thiên An đã bị quân triều đình vây chặt, tướng Lê Văn Khôi bị bệnh phù thủng và mất trong thành vào ngày 11 tháng Chạp năm Minh Mạng thứ 14, tức là năm 1834. Con của ông là Lê Văn Cừu, lúc này khoảng 7-8 tuổi, đã được cử lên thay. Tướng Nguyễn Văn Cấm là em họ của Lê Văn Khôi á, đã được cử ra làm chỉ huy toàn bộ binh lính trong thành. Mặc dù chủ tướng Lê Văn Khôi đã chết, nhưng mà nhờ thành Bắc Quái được làm kiên cố có hào sâu, cho nên là quân nổi dậy vẫn giữ được thành đến tháng 7 năm Ất Tỵ, tức là năm 1835. Lúc bây giờ thì hiện trạng trong thành rất là nguy kịch. Súng đạn hư hỏng và lương thực thì cạn, nước uống thì thiếu. Tinh thần và sức lực của quan quân ở trong thành đều bị suy kiệt và bị ly tán. Cộng thêm cái nạn dịch tả nó hoành hành, cho nên là quân triều đình đã chia làm 8 mũi tấn công ồ ạt vào trong thành. Quân nổi dậy, chống cự yếu ớt rồi sau đó bị thua trận. Hình tượng đây là một hổ lớn, còn đây là một hổ nhỏ. Quý vị thấy ha, đây là một hổ nhỏ, hổ lớn, và đây là hình tượng của núi nè quý vị. Người ta tượng trưng đây là núi.
khi mà Đức Ông qua đời thì ý nghĩa là khi mà hổ phụ đã khuất núi thì hổ con thì ngồi ở đây để ngóng nhìn về cha của mình, vẫn nhớ về cha của mình ha. Thì cái ý nghĩa của bức hoành phi này như vậy, hổ phụ khuất núi nhưng mà người con vẫn trông ngóng về người cha của mình. Vừa thể hiện được cái quy của người làm tướng nhưng mà cũng thể hiện được cái sự hiếu đạo giữa ông Lê Văn Khôi và người cha nuôi của mình là Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Thì như vậy á, thì hình ảnh hổ con ở đây chính là chủ tướng Lê Văn Khôi. Đó, biểu tượng này là con của Đức Ông, là ông Lê Văn Khôi. Sau khi mà chủ tướng Lê Văn Khôi cùng với những người nổi dậy chiếm được thành Bát Quái, họ đã tổ chức một cái buổi lễ thắp đuốc tại chính lăng mộ của Đức Ông ở đây. Và tại đây đó thì chủ tướng Lê Văn Khôi tuyên bố là bất phục triều đình, ủng hộ An Hòa, tức là con của hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh, hay còn gọi là hoàng tử Cảnh đó quý vị. Tối cùng ngày thì chủ tướng Lê Văn Khôi cùng với những người nổi dậy đã giết chết luôn Nguyễn Văn Quế, ông này là tổng đốc An Biên, vừa mới nhận chức của triều đình. Thì ông này thì có cái trách nhiệm là xây dựng lại cái quyền lực triều đình tại cái vùng Gia Định. Khi mà ông Nguyễn Văn Quế này đem quân để ứng cứu cho Bạch Xuân Nguyên đó, thì ông này vừa tới đây thì cũng đã bị Lê Văn Khôi cùng với những người nổi dậy là giết luôn. Chỉ có một người chạy thoát được, đó chính là án sát phi ngang là Nguyễn Chương Đạt. Cho nên ông này là biết trước được cái sự tình, cho nên ông đã lẩn trốn luôn quý vị. Và sau khi cái vụ nổi dậy này bùng phát đó, thì tất cả những cái nhà lao, nhà ngục mà giam giữ đều được ông Lê Văn Khôi mở cửa và cho phóng thích. Và đa số những người này đã đầu quân theo cái đội quân nổi dậy này. Cái việc mà thành Bát Quái bị thất thủ vào thời điểm đó thì theo nhận định là do lực lượng quân của triều đình đã chậm ứng cứu. Cho nên là một phần vì bất ngờ, một phần là quân triều đình cũng không thể ngờ rằng là lực lượng nổi dậy của Lê Văn Khôi lại quá mạnh và có thể là đánh chiếm thành Bát Quái trong một thời gian quá nhanh như vậy. Thì cũng trong tháng 7 năm đó, đó thì ông Nguyễn Văn Quế và cả Bạch Xuân Nguyên đó, hai người này đã bị giết chết rồi, nhưng vẫn bị triều đình là truy đoạt tất cả các cái chức vụ trước đây mà họ từng đã mang, mặc dù hai ông này đã bị giết chết rồi. Trong số những người bị bắt sống có một vị đạo trưởng Thiên Chúa giáo được nhắc đến tên lúc nãy, đó là Cố Du, tức là Đức cha Joseph Machan, phó giáo Nguyễn Văn Phước và một vợ cả, bốn vợ lẽ. Gia quyến của ông Lê Văn Khôi gồm một con trai là Lê Văn Viên và bốn người con gái, tổng cộng là 1.278 người. Đó là đây là số bị bắt sống nha quý vị. Còn số người bị giết tại trận gồm có Trung quân Nguyễn Văn Quế, Hữu quân Nguyễn Văn Hàm, Hậu quân Nguyễn Văn Từ, Phó tướng Phạm Văn Hòa cùng ba con trai của Lê Văn Khôi gồm Tiết Độ, Lê Văn Câu, Tiểu Câu và Bế, tổng cộng là 554 người đã bị chết tại trận. Quân triều đình thì thiệt hại nhân mạng là 60 người, bị thương là 400 người, tù phạm và những kẻ ra đầu thú khoảng 70 người. Sau khi thắng trận này đó, thì vua Minh Mạng vui mừng, truyền đóng củi giải 6 cái trọng phạm tội chủ mưu về lại kinh thành Huế, gồm có Lê Văn Cù, con của Lê Văn Khôi khoảng 8 tuổi, giáo sĩ Joseph Machan, tức là cha Du, Mạch Tấn Giai, gốc người Triều Châu, Nguyễn Văn Hoành, Nguyễn Văn Trắm và Nguyễn Văn Bột. 6 người này đã bị xét xử trọng tội, sau đó là bị hành hình theo hình thức là lăng trì, sau đó là ném xác xuống sông. Sau khi xét xử và trừng trị những người đứng đầu trong cái vụ nổi loạn này đó, thì tổng thể già trẻ, bé lớn, trai gái trong thành đều bị sát hại. Tổng cộng theo con số ngày nay người ta đề cập đó là 1.831 người. Tất cả những người này đều được chôn chung vào trong các hố chôn tập thể và cho dựng một cái bia có khắc cái chữ là Nghịch Tặc Biền Tru Sứ, hay còn gọi là Chỗ Bọn Giặc Chụm Đầu Bị Giết, để tỏ rõ phép nước. Cái gò đó người ta gọi là Gò Mã Quỵ, hay còn gọi là Mã Biền Tru. Sau khi dẹp được loạn thành Phi Ngang, đến năm 1835, triều thần ở Đô Sát Viện là Phan Bá Đạt dân sớ hai tội tả quân Lê Văn Duyệt và khép luôn tả quân vào tội là gây sự biến ở thành Phi Ngang. Kết cục thì tả quân Lê Văn Duyệt cũng bị khép 7 tội phải chém, 2 tội phải thắt cổ, 1 tội phải sung quân.
Nhưng vì ông Lê Văn Duyệt đã mất cho nên là người ta chỉ truy đọt cái quan tước sang thẳng mồ mả và dựng lên tấm bia đá có khắc chữ to Quyền Im Lê Văn Duyệt Phục Pháp Sử. Tòa thành cũ là thành Bát Quái đã bị nhà vua Minh Mạng sai phá bỏ và xây lại một tòa thành nhỏ hơn, ít kiên cố hơn là thành Gia Định hay còn gọi là thành Phụng. Như vậy vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về cánh đồng Mã Ngụy trong cái vụ biến loạn thành Thiên An. Có thể nhận xét đây là một vụ binh biến hay là một vụ đảo chánh quân sự đâu quý vị. Chiều dâng, Mã Ngụy cũng dâng, hồn lên lớp lớp bồng bềnh như mây. Sống thời gom bén cầm tay, chết thời một sợi lông mày cũng buông. Đến đây thì xin phép được tạm dừng video này. Thì xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một cái câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.